Bây giờ ai mà dám đi ủng hộ mấy thằng Hồi giáo trong tương lai giống như Bin Laden hay là hai cái tòa nhà bị ấy nữa, sau khi bị Do Thái dập kỳ này là coi như là nguyên khối Hồi giáo nó phải sững người lên rồi, là coi như cái đó đã xong. Coi như cái đầm lầy ông Trump lên là ông tát kỳ này là không còn cả lòng tông nhỏ nữa là cũng xong, phải không? Và đồng thời ông Trump ông tát luôn cái trục trục là trong đó có Trung Cộng với Nga là cũng xong. Thì có phải là thụ nói chúng hết không, mà phải một lượt, phải một người. Tại cái nước Mỹ này á, là nó đi đây nè, nước Mỹ là cái cây, rồi tất cả những cái spin mà giống như xích đu của con nít vậy đó. Mà nước Mỹ này không ổn định, thế giới không ổn định, cái nước Mỹ này nó lên nó sẽ đoàn kết lại. Rồi ông Trump lên là đảng Cộng Hòa là từ thượng viện tới hạ viện, rồi ông làm tổng thống nữa, là coi như cái thế giới này sẽ là thanh bình trở lại hết, mà rất là màu nhiệm như vậy. Mà nhân loại mà còn không biết được những cái tiếng của sư phụ nói, không biết họ sư phụ cần nó nói cái tiếng gì á, nhất là người Việt Nam á. Cho nên sau này những cái mấy đứa này quay á, người ta dịch là tiếng Mỹ, thì lúc đó những cái nhà lỗi lạc ở Mỹ họ mới hoảng hồn. Ở ngoài kia những nhà tiên tri của Mỹ họ chỉ biết giỏi là 1/10 thôi,